Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn ta về skill chinh phục dạng bài thủy phân peptide trong môi trường axit. Giờ chúng ta sẽ có một vài cái kỹ thuật nhỏ để trước khi mình vào sâu hơn ở bên trong cái skill này, được không ạ? Đầu tiên ý, mình sẽ có phần 1 La mã kiến thức cần nhớ này. Các bạn cần nốt lại nhá. Một La mã kiến thức cần nhớ. Một La mã kiến thức cần nhớ. Chúng ta sẽ có các cái vấn đề như sau. Bởi vì là peptide thì được tạo bởi từ các gốc alpha amino acid nên chúng ta cần phải nắm được đây là thủy phân trong môi trường axit. Vậy đầu tiên này, glycine này, một glycine này thì ăn một HCl, một alanin thì cũng ăn một HCl, một valine, thì cũng ăn một HCl, một axit glu thì ăn axit glu có hai nhóm COH ăn và một nhóm R2 nên ăn một HCl. Còn một lysine, thì do nó có hai nhóm R2 một nhóm COH nên nó ăn hai HCl. Và ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý đến phân tử khối. Phân tử khối của glycine nhá. Thế chào Văn Đức, phân tử khối của glycine bằng 75. Phân tử khối của alanin bằng 89. Phân tử khối của valine bằng 117. Phân tử khối của axit glu bằng 147. Phân tử khối của lysine bằng 146. Đấy. Thế thì anh Gly mà tác dụng với 1HCl thì tạo thành Gly HCl. Anh Ala tác dụng HCl thì tạo thành anh Ala HCl. Anh Valin tác dụng HCl tạo thành Valin HCl. Được chưa? Anh axit glu thì tạo thành glu axit glu HCl. Riêng anh lysin thì sẽ tạo thành lysin 2HCl. Đấy, mình ghi như này. Mình ghi như này cho nó xịn nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Các em anh nhanh ngay chia sẻ lại buổi học này và tác giúp tới tất cả các bạn và các em vào đây nhá. Được chưa? Đây là cái phần kiến thức cần nhớ quan trọng nhất để chúng ta giải được các bài peptide. Thế thì song song với đó, chúng ta cần nắm được là anh N-peptide. N-peptide thì thủy phân trong môi trường axit thì sẽ tác dụng với N cộng 1 H2O, sorry ạ, N trừ 1 H2O. N trừ 1 H2O cộng với NHCl để tạo thành muối. Chú ý với điều kiện là peptide này được tạo bởi từ alpha amino acid mà chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH thôi nha. Đây là trường hợp. Được chưa? Thế thì từ đó chúng ta sẽ có bảo toàn khối lượng. Từ đó mình sẽ có bảo toàn khối lượng. Là khối lượng của peptide. Khối lượng của N-peptide. Cộng với lại khối lượng của nước. Cộng với lại khối lượng của HCl. Thì bằng khối lượng của muối. Các bạn thấy chưa? Ok chưa? Đấy, mình cần nắm được mấy cái đó. Mình cần nắm được mấy cái đó để mình giải. Ok, bây giờ chúng ta vào luôn bài tập để chúng ta giải làm sao cho nhanh nhá. Các bạn cùng xem này, cái skill này của thầy ứng dụng cái bài tập như nào, skill thực chiến. Và ở trong này là những cái câu mà được trích ra từ những cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia, thi thử Trung học phổ thông quốc gia gần nhất của các cái trường gần nhất. Đấy, các em nhìn thấy không? Chúng ta cùng comment đáp án nhé. Chúng ta cùng comment đáp án xuống phía dưới. Chất nào sau đây không chứa nguyên tố oxy? Chất nào sau đây không chứa nguyên tố oxy ạ? Thì biết là cái phần peptide đối với các em nó là một cái gì đó nó rất là khó khăn. Nó là một cái gì đó nó cực kỳ khó hiểu. Thì cái skill này thì thầy mong muốn mang đến cho chúng ta là những cái kỹ năng giải bài tập peptide nhanh nhất để chúng ta không bị sợ nó nữa. Chất nào sau đây không chứa nguyên tố oxy ạ? Glucose, phải không? C6H12O6 chứa oxy, bỏ luôn. Glycine H2N CH2 COOH bỏ tiếp. Ethylamin C2H5 NH2
không có oxy đúng không ạ? Vậy C chính xác. Ok nhá. C không chứa oxy, chỉ có CHN thôi. Nào câu 2 ạ. Câu 2 câu hỏi về peptide đây. Trong phân tử peptide glyalavalizin thì amino acid đuôi C là anh nào? Thực ra đuôi C, nói từ đuôi C là sai. Phải nói là từ đầu C. Được chưa? Trong phân tử peptide thì amino acid đầu C là anh nào? Thế thì các bạn lưu ý nhá. Amino acid thì nó chia thành hai đầu, một đầu N, một đầu C. Đầu C thì nó sẽ chứa nhóm COH tự do. Đầu N thì sẽ chứa nhóm NH2 tự do. Đúng không ạ? Vậy ở đây anh nào là anh đầu C? Thì mình có hai đầu. Đây là đầu Gly, đây là đầu Lysine. Đúng chưa? Thì đầu Gly này là đầu có nhóm NH2 tự do. Đúng không ạ? Còn cái đầu Lysine này đầu có nhóm COH tự do. Ok chưa? Vậy vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Lys. Để chúng ta phải phân biệt được thế nào là đầu N, thế nào là đầu C để chúng ta còn trả lời các cái câu trắc nghiệm. Ok không? Câu số 3. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh ạ? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh nhỉ? Hay điều kiện để làm quỳ tím hóa xanh ấy. Mình lật ngược lại. Dung dịch để dung dịch làm quỳ tím hóa xanh thì điều kiện nào khiến cho quỳ tím hóa xanh? Điều kiện nào ạ? Điều kiện nào khiến cho quỳ tím hóa xanh? Điều kiện để khiến cho quỳ tím hóa xanh thì nó phải làm sao ạ? Nó phải làm sao? Nó phải có tính bazơ. Thì nó mới khiến quỳ tím hóa xanh được. Được chưa? Thì mình có này. Axit glutamic là có hai nhóm COH, một nhóm NH2, không làm quỳ tím hóa xanh được. Phenol có tính axit, không làm quỳ tím chuyển màu. Anconitilic không làm quỳ tím chuyển màu. Ở đây chỉ có anh lysine. Đây, lysine này. Có một nhóm COH và hai nhóm NH2. Đúng chưa? Bởi vì anh lysine có một nhóm COH và hai nhóm NH2 nên chắc chắn nó làm quỳ tím hóa xanh. Ok, chính xác, đáp án đúng là đáp án C. Thầy Tuyên Dương bạn Việt Em, thầy Tuyên Dương bạn Lê Huy Việt Anh trả lời chính xác, rất tốt Tuyên Dương hai em. Nào câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Sản phẩm của phản ứng giữa alanin với HCl trong dung dịch là? Sản phẩm của phản ứng giữa alanin với HCl trong dung dịch là? Thế thì mình phải viết được phương trình. Alanin này, CH3 này, CH này, COOH này, NH2 này tác dụng với HCl thì nó tạo thành gì ạ? CH3 này, CH này, COOH này, NH3Cl. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. D ạ. Ok. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Câu số 5 đây. Câu số 5 một trong đây là một câu sử dụng skill của thầy đây, chúng ta cùng xem skill thầy biến hóa như nào nhá. Skill của thầy sẽ giúp chúng ta giải nhanh như nào, các bạn cùng quan sát vào đây. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol dipeptide gly ala 0,1 mol trong dung dịch HCl dư thì thu được hỗn hợp muối. Hỗn hợp muối của ta là gồm gì? Hỗn hợp muối ta gồm này, gly có một nhóm NH2 ăn một HCl, gly HCl. Ala có một nhóm NH2 ăn 1HCl, AlaHCl. Được chưa? Vậy bảo toàn Gly này 0,1 thì anh này là 0,1. Bảo toàn Ala 0,1 thì anh này là 0,1. Vậy M muối đây. Đúng chưa? Vậy mình suy ra M muối. M muối chính bằng khối lượng của GlyHCl cộng với khối lượng của AlaHCl và bằng 0,1 nhân GlyHCl là 75 cộng 36,5 cộng với khối lượng của AlaHCl là 0,1 nhân với 89 cộng 36,5 và bằng. Nào các bạn bấm cho thầy xem bằng bao nhiêu. 75 cộng 36,5 cộng 89 cộng 36,5.
0,1 nhân mạng Mạc đơn 75 cộng 36,5 cộng 89 cộng 36,5 bằng 23,7. 23,7 gam. 23,7 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 23,7. Dễ chưa? Các em thấy skill thấy dã man không? Tăng tốc độ lên 3 lần. Đúng không? Ok. Cảm ơn Lê Huy Việt Anh, cảm ơn Việt Em. Rất tốt. Câu số 6 á. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Thì điều kiện để nhận ra amin bậc 1 là nó phải có nhóm gì ạ? Nó phải có nhóm NH2, đúng không? RNH2 thì chắc chắn nó là amin bậc 1. Vậy cứ anh nào có NH2 thì nó là amin bậc 1. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đáp án B, bò, đúng không? Đấy, CH3NH2 metinamin. Rồi, rất tốt. Câu 7 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất amin? Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất amin? Hợp chất amin thì nó có chứa nhóm NH2, mình vừa mới làm xong. Đúng không? Đấy, đáp án A, etinamin. Dễ ạ. Câu 8 nào. Câu 8 nào các em. Anilin tác dụng được với chất nào sau đây trong dịch? Anilin nhá. Anilin nó có nhóm NH2. Và bởi vì anilin có nhóm NH2 nên nó có tính bazơ. Được chưa? Và tính bazơ thì đặc trưng của tính bazơ đó là tác dụng với axit. À, vậy là sao? Vậy anilin nó tác dụng được với axit. Không tác dụng với KH, không tác dụng NH2S4, không tác dụng với KCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, tác dụng được với H2SO4. Dễ chưa? Câu số 9 nào. Chất nào sau đây là tripeptide? Chất nào sau đây là tripeptide? À, ok, cảm ơn bạn Phạm Linh Nhi nhá. Cảm ơn em. Chất nào sau đây là tripeptide? Tripeptide là peptide được tạo bởi từ 3 gốc alpha amino acid. Đúng không? Đây, 1, 2, 3 gốc. Đáp án đúng là đáp án A, 3 gốc. Dễ không? Tripeptide thì có 2 liên kết peptide. Các bạn nhớ nha. Úi dồi ôi, câu số 10 lại sử dụng skill thầy này. Câu số 10 lại sử dụng skill thầy. Kinh dị không? Để các bạn cùng nhìn nha. Các bạn cùng nhìn nha skill thầy nha. Thủy phân hoàn toàn 0,12 mol peptide X. Gly này, Ala 2 này, Va 3 này, 0,12 mol này, trong HCl dư. Lại sử dụng skill thầy thôi các em. Skill thầy san phẳng mọi bài, đúng không? Nào mình có này. Gly có một nhóm NH2 nên ăn một HCl để tạo thành Gly HCl. Ala có một nhóm NH2 nên ăn một HCl để tạo thành Ala HCl. Valin có một nhóm NH2 nên ăn một HCl để tạo thành Valin HCl. Bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ còn là đi bảo toàn thôi ạ. Mình có 0,12 mol Gly thì đây là 0,12 này. 0,12 nhân 2 mol Ala thì 0,12 nhân 2 bằng 0,24 mol Ala. 0,12 nhân 3 mol valin thì bằng 0,12 nhân 3 bằng 0,36 mol valin. Ok chưa? Vậy. Đây chính là mờ muối. Đây chính là muối. Đúng không? Vậy từ đó mình suy ra mờ muối thì bằng khối lượng của Gly HCl cộng khối lượng của Ala HCl cộng khối lượng của Valin HCl. Dễ chưa? Và bằng Gly HCl là 0,12 nhân với Gly HCl. Gly là 75, HCl là 36,5. Khối lượng của Ala HCl là 0,24 nhân với 89 cộng 36,5 cộng với khối lượng của Valin HCl là 0,36 nhân với 117 cộng 36,5 thì bằng bằng bao nhiêu đây? Bằng bao nhiêu đây? 0,12 nhân mở ngoặc đơn này, 75 cộng 36,5 này. Cộng 0,24 nhân mở ngoặc đơn này, 89 cộng 36,5 này. Cộng với 0,36 nhân mở ngoặc đơn này, 117 cộng 36,5 này, bằng này. 98,76. Ok, Việt Em, chính xác. 98,76 gam. Các em thấy không? Skill thầy dã man không? 98,76. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhá. Xịn chưa? Xịn chưa? Xịn chưa? Đấy, skill này san phẳng hết. San bằng hết mọi bài khó của phần peptide.
chúng ta có skill này chúng ta sẽ tự tin hơn rất rất nhiều lần trong lúc mà chúng ta dạy bài tập. Câu số 11 ạ. Dung dịch nào sau đây có phản ứng màu bio đây ạ? Câu số 11 ạ. Dung dịch nào sau đây có phản ứng màu bio đây? Dung dịch nào sau đây có phản ứng màu bio đây? Phản ứng màu bio đây thì nó phải là từ tripeptide trở lên. Anh này đi peptide không được. Đúng không? Glycine không? Natri stearate càng không, chỉ có albumin thôi, bio đây để tạo thành màu tím xanh nhá. Câu 12. Số liên kết peptide có trong phân tử gly ala ala gly thì anh này. Đấy, liên kết peptide 1 2 và 3, đúng không? 3 liên kết peptide. Nhá. 3 liên kết peptide, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 3 liên kết peptide. Câu 13. Chất nào sau đây trong phân tử có 5 cái tự hiệu? Ui giời ơi, câu này khó. Câu này phải viết ra được. Phải nắm được công thức thì mình mới làm được. Đầu tiên nhá, etinamin này là C2H5NH2, anh này có 7 hydro chứ không phải có 5. Acid formic HCOOH, anh này có 2 hydro, bỏ tiếp. Glycine H2N CH2COOH có bao nhiêu đây? 2 cộng 1 5, ở đủ, đúng luôn. Dê luôn các em ạ. Xịn luôn, đáp án đúng, đáp án dê. Chất có 5 nguyên tử hydro là glycine. Ngon nha. Câu 14 ạ. Câu 14 ạ. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nhóm carboxin? Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nhóm carboxin? Carboxin là nhóm COH. Carboxin là nhóm COH. Thì để mà chứa nhóm carboxin thì không thể là etinamin được. Đây. Không thể cháu nó được. Phenylamin cũng không thể cháu nó được. Không thể metinamin được. Đúng không? Vậy chỉ có thể là acid amino acetic CH2COOHNH2. À, xịn chưa? 15 nè. 15 nè. 15 xịn luôn nhá, 15 xịn luôn nhá. Cho 24,15 này lại sử dụng skill của thầy còn gì nữa? Các bạn nhìn thấy không? Skill của thầy bá đạo không? Cho 24,36 gram. Cho 24,36 gram tripeptide gly ala gly. Được chưa? Tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Thì muối mình chắc chắn là gly HCl và ala HCl. Thế bây giờ nhiệm vụ ta là cần tìm được số mol của tripeptide này. Thế thì số mol của tripeptide thì nó bằng là 24,36 chia cho phân tử khối. Gly là 75. Ala là 89. Gly này là 75 tiếp. Trừ đi đây có 2 liên kết peptide thì trừ đi 2 lần số mol, 2 lần nước. Đấy, bằng 75 cộng 89 cộng 75 trừ 2 nhân 18 bằng 203. 24,36 chia N bằng 0,12 mol. Vậy hoàn toàn tới đây mình bảo toàn gly này. 0,12 thì anh này là 0,12. Nhân 2 nhá, đây có 2 gly ạ. Đừng quên phải nhân 2 đây. Ok chưa? Ala thì sao? Ala mình có 1. Vậy là 0,12. Và đây chính là mờ muối. Bằng mờ muối. Mình tính mờ muối luôn các em nhá. Bằng 0,24 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng 36,5 cộng với 0,12 nhân 89 cộng 36,5 bằng 41,82 gam. 41,82 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 41,82 gam. 41,82. Các em thấy skill này kinh điển không? Kinh điển hơn rất rất nhiều lần những cái cách giải peptide khác mà các em làm. Cái cách giải này nó gắn liền với lại amino acid rất là đơn giản. Câu 16 ạ. Hợp chất hữu cơ nào sau đây tụ là alpha amino acid? Thì chúng ta cần phải lưu ý nhé. Alpha amino acid là amino acid mà có nhóm NH2 và nhóm COH cùng đính một carbon. Nhá.
alpha amino acid là amino acid mà có nhóm NH2 và COH cùng đính vào một carbon. Được chưa? Vậy mình nhìn thấy được luôn. Anh nào là amino acid ạ? D đúng không? Đáp án đúng, đáp án D. Xịn nhá. Câu 17. Anilin thì không có tính chất nào sau đây. Anilin đây có nhóm NH2, vậy thì anilin chắc chắn nó có sẽ có tính bao giờ? Đúng không? Chắc chắn nó sẽ có tính bao giờ? Và ở đây đề bài hỏi chúng ta là không có tính chất nào sau đây. Thì anilin ý, thì nó sẽ có là khả năng tác dụng dược brom để tạo kết tụ màu trắng. Đúng không? Đây phương trình này. Anilin này tác dụng dược brom. Thì các em phải hiểu này, do cái nhóm thế NH2 là nhóm đẩy E vào trong vòng benzen nên nó sẽ khiến cho vòng benzen sẽ phản ứng thế dễ dàng hơn và ưu tiên điền vào vị trí, ưu tiên thế vào vị trí octo và vị trí para. Đấy. Để tạo thành kết tủa màu trắng nhá. Và sản phẩm này là 2,4,6 tribrom anilin. Nên nó có tác dụng. Chắc chắn có cháy, thằng anilin kiểu gì chả cháy. Tác dụng oxy chuyện bình thường. Tác dụng HCl với có nhóm NH2 làm đổi màu quỷ tím có làm không ạ? Không, anilin không làm đổi màu quỷ tím. Vậy không có tính chất gì dây. Làm đổi màu dung dịch quỷ tím là mình đã thấy điều điều rồi. Dễ không? Câu 18 nào. 18 nào các em. 18 ạ. Chất hữu cơ X có công thức là C3H9O2 nào. C3 này, H9 này, O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thì thu được muối Y và khí Z làm xanh quỷ tím ẩm. Khí Z làm xanh quỷ tím ẩm. Nung Y với NaOH rắn và CaO thì thu được khí metan. Úi dồi ôi. Thế thì dễ quá, thế thì suy ra Y luôn. Y chỉ có thể là CH3CONa. Được chưa? Thế thì khi Y chỉ có thể là CH3CONa ấy, thì mình dẫn đến điều gì? Thì dẫn đến điều gì ạ? Thì mình suy ra thằng Z. Mình đi bảo toàn nhé. Đây này. 3 carbon trừ đi 2 carbon thì còn 1. H9 cộng 1 H10. H10 trừ đi 3. H10 trừ 3 còn H7. O2 trừ O2 hết. Na trừ Na hết. Đúng không? Đúng không ạ? O2 trừ O2 hết. Na trừ Na hết. Gì ạ? Thế vẫn còn dư một O. Và gì? Một N. Ồ, anh này trông lạ nhỉ. CH7ON. Nhưng thực ra anh này mình có thể phân tích thành là CH3 NH2 và H2O. Vậy từ đó mình sẽ suy ra được công thức của anh X. Bởi vì nó sinh ra nước. Nên nó sẽ là muối CH3COO H3NCH3. Ok chưa? Đây là muối amoni. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án A. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A các em nhá. Câu 18. Câu 19 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Dipeptide có phản ứng màu bio đây. Sai luôn. Phải là từ tripeptide trở lên chứ đúng không? Sai. Sai luôn. Chọn A luôn. 20 nào. Ủa các em thấy không? 20 lại skill thầy này. 20 lại gặp phải skill của thầy. Skill quá xịn luôn. Quá uy tín. Thủy phân hoàn toàn 21,7 gam dipeptide mạch thở lysine alanin. Các bạn em nhìn thấy nhá. Cái câu này nó còn xuất phát, nó còn có trong đề thi thử trung học phổ thông quốc gia của Sở Giáo dục Nam Định học kỳ 1 đợt 2 năm 2022 nhá. Thế thì công việc đầu tiên mình phải tìm được số mol.
21,7 chia phân tử khối của lysine là 146 cộng ala là 89, trừ đi đây có một liên kết peptide thì trừ đi 1 nhân 18 thì bằng 21,7 chia mở ngoặc đơn này 146 cộng 89 trừ 18 bằng 0,1. Thanh này tác dụng với HCl thì thu được lysine có hai nhóm NH2 nên tạo thành lysine 2HCl. Ala có một nhóm thì tạo thành Ala HCl. Bảo toàn, đây lysine 0,1 thì anh này 0,1. Ala 0,1 thì anh này 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được mờ muối. Đây chính là khối lượng của mờ muối. Câu chuyện bây giờ mình chỉ cần bấm máy tính. Ui, Đức Lê bấm nhanh thế. Đức Lê thấy skill thầy xịn không? 0,1 nhân mở ngoặc đơn. Lysine là 146 cộng 2 nhân 36,5 cộng với 0,1 nhân ala là 89 cộng 36,5. 34,45 ạ. 34,45. 34,45, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Sao bạn bấm ra được 30,8? 34,45 chứ. 34,45 chứ ạ. Chắc là các bạn quên không nhân 2 ở HCl đúng không? Đây là lysine 2HCl cơ mà. Đây là lysine 2HCl cơ mà. 146 này cộng với lại, đúng rồi, 34,45 chứ. Các bạn phải nhân 2HCl. Chết rồi, bị nhầm rồi. 0,1 nhân 146 cộng 2 nhân 36,5 cộng với 0,1 nhân 1 đơn 89 cộng với 36,5. Được chưa? Bằng 34,45. Đó, các bạn nhìn được chỗ mình sai chưa? Đấy. Thấy chưa? Chắc chắn các em quên không có nhân 2 ở HCl này nên là bị toang này. Thấy không? Skill của thầy cực kỳ đặc biệt giúp chúng ta gần như là hạn chế cái việc sai đến mức tối thiểu. 21 nhá. Các bạn thấy skill thầy đặc biệt không? Thấy skill hay không? 21 à? 21 à? Tiến hành thí nghiệm sao? 34,45. Thầy khoanh nhầm đấy, đọc đúng nhưng khoanh nhầm. 34,45. A 20 a. 21 ạ. 21 nào. Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Cho vào ống nghiệm. Cho vào ống nghiệm. Được chưa? Cho vào ống nghiệm. Cái gì đây? Cho vào ống nghiệm cái gì đây? Cho vào ống nghiệm một giọt dung dịch COS 42% và 1 ml dung dịch NaOH 30%. Lắc nhẹ. Gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa. Thế thì ở đây đầu tiên là nó sẽ tạo thành kết tủa là COH 2 lần các em ạ. Kết tủa màu trắng xanh. Lắc nhẹ gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa là giữ kết tủa COH 2 lần đấy. Thêm lòng trắng trứng vào COH 2 lần lắc đều thì đây phản ứng biure rồi. Tạo thành dung dịch phức màu tím. Được không? Thế thì bước 1 thì có thể thay dung dịch NaOH 30% và KaOH 30% được, nó chẳng ảnh hưởng. Sau bước 3 kết tủa bị hòa tan. Đúng. Tạo thành dung dịch có màu tím đặc trưng, chính xác. Ở bước 3 nếu thay lòng trắng trứng bằng gliala thì vẫn xuất hiện cái màu tím sai. Gliala là dipeptide làm sao được? Vậy sai là C các em nhé. Vậy sai là C. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Thế thì thầy rất là mong muốn là các bạn, là thầy đang hướng dẫn cho các bạn một skill. Và skill này là một skill được trích ở bên trong khóa F1 của thầy. Skill này là một skill miễn phí dành cho các bạn. Nên thầy rất mong muốn là các bạn có thể share cái like này miễn phí đến các bạn của các em, để chúng ta cùng đi học với nhau. Ngoài ra thì cuối buổi like thì file đề và file giải chi tiết sẽ được update lên trên caption này. Nên các em có thể share lại nhá. Các bạn có thể share lại để mà chúng ta tí nữa, lát nữa chúng ta sẽ nhận được luôn toàn bộ về file đề và file giải chi tiết nhá. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Câu tiếp theo, câu số 22. Úi dồi ôi, nhìn này hoảng sợ không? Câu này nhìn hoảng sợ chết thôi luôn. Câu 2. Nhỏ vài giọt anidin vào ống nghiệm chứa 50 lít nước cất. Lắc đều sao để yên. Thì anilin mà vào nước cất thì anilin bị tan ít và nó chìm xuống dưới.
nhá. Thì nó dung dịch phân lớp, phân lớp và anilin chìm xuống dưới. Nhỏ tiếp HCl đặc vào ống nghiệm. Thì khi mà nhỏ HCl đặc vào ống nghiệm thì C6 nó xảy ra phản ứng C6H5NH2 tác dụng với HCl để tạo thành C6H5NH3Cl. Lúc này là tan bởi vì muối này tan. Kết thúc bước 1, nhúng giấy quỳ và thấy quỳ tím không đổi màu, chính xác bởi vì anilin không đổi màu quỳ. Kết thúc bước 2, dung dịch đồng nhất, chính xác luôn. Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt. Bước 3 cho NH loãng vào thì NH mất loãng. Nó tác dụng với muối C6H5NH3Cl để tạo thành C6H5NH2 cộng NaCl cộng H2O. Thì lúc này không là trong suốt đâu mà lúc này dung dịch lại tách lớp và một lớp anilin nó chìm xuống phía dưới. Nhá. Một lớp anilin nó chìm xuống dưới. Ôi chết rồi, nó bị làm sao này? Sorry các em. Chắc là mạng yếu quá nên nó bị lỗi. Đợi thêm một tí xíu. Lỗi ạ. Đen xì luôn. Lỗi ạ. Ờ, mạng ơi là mạng ơi. Thế vẫn đang chưa load vào được. Ơ, đâu rồi? Sorry các em. Rồi, được rồi. Mình quay trở lại đây nhá. Mạng yếu, mạng yếu. Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt là sai. Lúc này dung dịch phân lớp nhá. Ở bước 1, anilin hầu như không tan. Ở bước 1, anilin hầu như không tan, tạo vần đục và lắng xuống đáy, chính xác. Ở thí nghiệm trên, nếu thay anilin bằng metinamin thì hiện tượng tương tự sai. Metinamin thì lại tan. Vậy ở đây mình sẽ có 3 nhận định đúng. A, B, D. Nhá, mình có 3 nhận định đúng. A, B và D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok nhá. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo mạng hơi lag. Câu tiếp theo có 2, 3. 2, 3. Câu tiếp theo có 2, 3. Cho các nhận định sau, số nhận định đúng với các amino acid thiên nhiên. Thì amino acid thiên nhiên chính là alpha amino acid. Nhá. Amino acid thiên nhiên chính là alpha amino acid. Thì alpha amino acid làm đổi màu quỳ tím ẩm. Chưa chắc. Chưa chắc. Thuộc là alpha amino acid đúng này. Hợp chất tạp chức là đúng rồi, có nhóm NH2, có nhóm COH. Là chất rắn là điều kiện thường cũng đúng nốt. Vậy mình có 2, 3, 4 là đúng. Vậy 3 nhận định đúng. C. Câu 24. Cho các phát biểu sau. Những phát biểu sai là. Chúng ta cùng quan sát nhé. Những phát biểu nào sai nhé. Trong các phân tử amin không nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ. Sai lè luôn. Amin bắt buộc phải chứa nitơ. Dimetinamin và etinamin là hai amin bậc 2. Đây dimetinamin NHCH3 và etinmetinamin C2H5NHCH3. Đúng rồi. Amin bậc 2 đúng chặt luôn. Trong phân tử trimetinamin thì nó là amin bậc 3. Trong phân tử trimetinamin. Ui mạng chán quá. Mạng này lag thế nhỉ? Các bạn đợi thêm một xíu. Mạng đang lag. Lag quá đi mất thôi. Rồi. Mình có trong phân tử trimetinamin là amin bậc 3, trimetinamin CH3 đúng là amin bậc 3 thật. Các amin chứa từ 1 đến 4 carbon đều chất khí điều kiện thường là sai.
4 carbon là không được, chỉ đến 1 đến 3 thôi. Dung dịch anilin là dung dịch không màu, chuyển màu nâu khi để lâu trong không khí quyển. Chuyển màu nâu khi để lâu trong không khí. Rồi lại chuyển thành màu đen. Cái này hơi lộn nhỉ. Đúng không? Nhưng mà mình chắc chắn 100% ở đây mình sẽ có hai các kiểu sai là 1 và 4. Chọn luôn rồi. 5 đúng. Ok nhá. Xịn chưa? Câu 25. Boss của tối ngày hôm nay. Boss của tối ngày hôm nay đấy. Chúng ta cùng chinh phục câu 25 chứ. Cùng sử dụng skill của thầy nhá. Các bạn cùng chú ý đây, skill của thầy này. Chúng ta hoàn toàn không phải một mol một peptide mạch hở. Một mol peptide mạch hở. Vậy mình cứ đặt nó là N peptide. N peptide X. Có nghĩa là nó có N gốc alpha amino acid. Được tạo bởi từ một nhóm N2, một nhóm sẽ ăn ngon rồi. Bằng dung dịch HCl thì ăn NHCl. Và ăn N-1H2O. Thu được dung dịch Y. Trong dung dịch Y thì có muối. Đấy. Thì cô cạn được chất rắn trong Y thì thu được khối lượng lớn hơn khối lượng của X. Đấy, thì bây giờ mình gọi nó là muối Y đi. Vậy mình sẽ có bảo toàn khối lượng này. Mình có khối lượng của peptide X cộng với khối lượng của HCl cộng với lại khối lượng của nước thì bằng khối lượng của Y. Mà số mol peptide X ở đây là 0,1 thì suy ra số lượng HCl là 0,1N. Suy ra số mol của H2O là 0,1 nhân N trừ 1. Đúng không? Vậy mình thế vào cái bảo toàn này thì mình có này. Mà khối lượng của Y lớn hơn khối lượng của X là 52,7. Có nghĩa MI trừ MX bằng 52,7. Mặt khác nó lại chính bằng là khối lượng HCl cộng khối lượng của nước. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn đây mình sẽ có khối lượng HCl tính theo N này. 36,5 nhân với 0,1N. Khối lượng nước này 18 nhân với 0,1 nhân N trừ 1 bằng 52,7. Và hoàn toàn tới đây mình tìm được N. Đấy, chúng ta thấy không? Skill thấy nó dã man. 36,5 này nhân 0,1 N này cộng này 18 nhân 0,1 này nhân này N trừ 1 này bằng này 52,7 này. Đấy, N bằng 10. Bấm máy tính phát ra mà N bằng 10 luôn. N bằng 10, vậy thì suy ra anh này là gì ạ? Là có 10 gốc alpha amino acid. Và 10 gốc alpha amino acid thì có bao nhiêu liên kết peptide ạ? 10 gốc alpha amino acid thì nó chỉ có 9 liên kết peptide thôi. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Ok chưa? Đấy, các bạn thấy không? Ngày hôm nay thầy vừa mới hướng dẫn cho chúng ta một cái skill để chinh phục các cái dạng bài peptide, mà nó là một trong số những cái nỗi sợ của tất cả các bạn và các em. Và đây chỉ là một cái skill nhỏ nhỏ trong vô số các skill mà thầy hướng dẫn dành cho tất cả các bạn trong khóa S1. Với các bạn mà đạt được điểm giữa học kỳ không được như ý, thì những cái skill của thầy nó chính là cái phao cứu sinh để giúp đỡ cho các bạn đạt điểm cao ở phần thi cuối học kỳ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy. Và nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa học của thầy hay là muốn tham gia vào khóa S1 của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage của thầy hoặc inbox cho nick cá nhân Vũ Tuấn Minh. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Hẹn gặp lại các em vào buổi sau. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.